chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng tái cử nhân quyền Việt Nam lâm nguy. Cho đến nay, hết 90% khả năng là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ngồi lại ghế Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa. Ngay trước Đại hội 13, ông đã cho đưa ra xét xử ba nhà báo độc lập gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, xét xử với bản án vô cùng nặng nề. Đây là thông điệp gửi tới những người bất đồng chính kiến rằng ông ta sẽ không nương tay. Ông Nguyễn Phú Trọng là người luôn giữ trung thành với lý tưởng cộng sản hết sức lạc hậu và cổ lỗ. Ông ta là con người bảo thủ và rất hay thủ vặt. Ông ta thù những ai nói hết những điều sâu xa về ông. Ông thù những ai nói những cái xấu của đảng của ông. Vì thế, ông luôn tìm mọi cách hãm hại họ. Nguyễn Chí Dũng là nhà báo viết rất nhiều về tình hình nội chính, mà đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cuộc đấu đá giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Kết quả là ông cho một án thật nặng với ngòi bút bất khuất này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, kẻ thù của tự do, ngôn luận. Hết nhiệm kỳ 2, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thể nào giải quyết xong những câu chuyện ông đang làm. Còn cánh Lê Thanh Hải và Nguyễn Tấn Dũng thì vẫn còn đó. Và cũng còn đó những người bất đồng chính kiến với chế độ. Nhiệm kỳ 3, ông sẽ tiếp tục ra tay. Ắt rằng ông Nguyễn Phú Trọng cảm nhận thấy chủ nghĩa cộng sản mà ông đang theo đuổi hiện nay ngày càng lung lay và gần đi tới sự sụp đổ. Không ai còn muốn theo ông nữa. Mà càng lung lay thì ông càng điên cuồng chống phá những tư tưởng tiến bộ đang sinh sôi nảy nở hàng ngày hàng giờ trên đất nước Việt Nam. Chính vì vậy, phong trào dân chủ của Việt Nam trong những năm sắp tới hứa hẹn rất nhiều khó khăn vất vả. Tình trạng bất bớ vô pháp sẽ diễn ra dưới tay của ông Nguyễn Phú Trọng. Được biết, nhiệm kỳ 3, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ giữ lại chức Tổng Bí thư và buông chức Chủ tịch nước. Nhưng dù có buông chức Chủ tịch nước thì quyền lực của ông vẫn không suy giảm, mặc dù sức khỏe của ông đã giảm sút sau lần đột quỵ thứ nhất. Ông vẫn giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương và nắm phần đảng của Đảng bộ ngành công an, đó mới là điều đáng lo lắng cho người dân Việt Nam. Vào năm 2020 vừa qua, một năm ông Nguyễn Phú Trọng đã làm hết sức mạnh tay. Năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp vào danh sách 35 nhân vật là kẻ thù của tự do báo chí trên thế giới, thì đủ hiểu sự nguy hiểm của ông Nguyễn Phú Trọng đến thường nào. Thực tế, vào năm 2020, các tổ chức nhân quyền quốc tế nhận định rằng tình hình nhân quyền của Việt Nam sẽ tồi tệ hơn với các bản án nặng nề hơn khi chính phủ bắt đầu xét xử những nhà hoạt động dân chủ. Vào năm 2020, Phạm Đoan Trang, một tên tuổi lớn trong giới đấu tranh đã bị bắt. Thêm vào đó là trong tù, ông Trần Huỳnh Duy Thức phải tuyệt thực đến gần 50 ngày để phản đối chế độ đàn áp của nhà tù và công an cộng sản với tù nhân chính trị hết sức nguy hiểm. Ông Nguyễn Phú Trọng chính là loại người điếc không sợ súng. Ông điếc không chịu nghe những luồng tư tưởng tiến bộ. Ông điếc nên không chịu lắng nghe những tiếng nói của thế giới xung quanh, người ta ứng xử với nhau như thế nào, nên ông ta bất chấp tất cả. Vụ bắt Phạm Đoan Trang, vụ ngược đãi với Trần Huỳnh Duy Thức cho thấy sự bất cần của ông Nguyễn Phú Trọng này. Ông bất cần nghe những lời chỉ trích và sự lên án của thế giới. Cũng theo đài tiếng nói BBC từ London, thì tổ chức theo dõi nhân quyền cũng vừa công bố báo cáo thường niên 2020 dài hơn 700 trang về tình trạng nhân quyền của 100 nước trên thế giới. Việt Nam được dành chọn 5 trang. Trong đó, tổ chức này mô tả Việt Nam tiếp tục vi phạm một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị cơ bản vào năm 2020. Việc thắt chặt các hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận dường như có liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Tổ chức theo dõi nhân quyền viết như vậy trong thông báo trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh đài BBC đánh giá nhân quyền của Việt Nam năm 2020. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp lực lượng công an, quân đội tinh nhuệ để bảo vệ. Điều này không có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam gặp mối đe dọa thực sự, mà nó cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang hết sức lo sợ và luống cuống. Việc này làm cho nó có hiện hiểu chí sĩ của người nắm giữ quyền lực cao nhất, đó là ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng đang lo sợ cho sự tồn vong của chế độ có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Và song song với vai trò diễu võ dương oai ấy, ông Trọng còn cho bắt bớ gắt gao cho lực lượng 47 và lực lượng công an mạng điên cuồng chống phá các tiếng nói. Như vậy, tình hình nhân quyền Việt Nam trong những tháng đầu năm 2021 hứa hẹn sẽ còn tồi tệ và nóng bỏng hơn nữa.
ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhận mặt cả Mỹ và phương Tây. Dường như ông Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra rằng Mỹ và phương Tây đang muốn bắt tay làm ăn kinh tế với Việt Nam hơn là đòi hỏi về nhân quyền. Họ vẫn lên tiếng về nhân quyền như là một trách nhiệm chứ thực ra không hề quyết liệt. Điều này đã bị ông Nguyễn Phú Trọng bắt bài và ông ta ngày càng coi thường việc lên tiếng của Mỹ và phương Tây. Với phương Tây thì ông Trọng coi thường đã đành, nhưng với Mỹ thì ông Trọng lại càng coi thường hơn. Vì trong 4 năm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump rất ít khi quyết liệt chuyện vi phạm nhân quyền với Việt Nam. Hơn nữa, Mỹ cũng đang muốn ve vãn Việt Nam nhằm kéo quốc gia này về ngả về phía Mỹ nhiều hơn là ngả về phía Trung Quốc. Chính vì vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt Phạm Đoàn Trang chỉ vài giờ sau phiên họp về nhân quyền với Mỹ. Và liều thuốc thử này đã có tác dụng, Mỹ không phản đối mạnh mẽ về vấn đề này vì họ có vấn đề lớn hơn cần bắt tay với Đảng Cộng sản ở Hà Nội. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng thừa nhận Việt Nam đạt được một số thành tựu trong chống đại dịch COVID-19, nhưng cái giá là vi phạm quyền riêng tư, hạn chế quyền tự do ngôn luận và sự thiếu công bằng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội và hỗ trợ của chính phủ. Từ thành tích này mà Đảng Cộng sản Việt Nam huy động hệ thống báo đài của nó mở hết công suất, tung hô thành tích, lấn át cả những hành động tồi tệ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt những năm qua. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng biết lợi dụng sự sơ hở và lơ là với nhân quyền của Tổng thống Donald Trump và tăng cường bắt bớ người dân Việt Nam. Theo thống kê của tổ chức Defense, vào năm 2020, Việt Nam bắt nhiều nhà hoạt động hơn, 66 nhà hoạt động blogger so với khoảng 40 vào năm 2019. Điều này cũng dễ hiểu. Vào năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng bị bệnh nặng và cả năm ấy ông ta chỉ lo điều trị chứ không nhiếp chính, nên việc bắt bớ cũng ít đi. Đến năm 2020, ông ta tương đối khỏe hơn và chiến đấu, tiếp tục lấn át và ác liệt để giành ghế, thì con người ông ta đã trở nên hung hăng và nguy hiểm, mưu mô thủ đoạn hơn rất nhiều. Các bản án cũng ngày càng nặng nề hơn đối với những người viết. Cụ thể, mức án dành cho tội danh tuyên truyền chống nhà nước đối với nhà báo Phạm Chí Dũng là 15 năm tù hồi đầu năm 2021, so với mức kỷ lục năm 2020 của ông Nguyễn Trung Lĩnh là 12 năm tù và năm 2019 của ông Nguyễn Năng Tĩnh là 11 năm tù. Cũng với tội danh này, cách đây một thập kỷ, án tù thường chỉ 3-4 năm như trong trường hợp của nhà hoạt động Lê Thị Công Nhân hoặc Nguyễn Văn Đài. Càng ngày, ông Nguyễn Phú Trọng càng tỏ ra nguy hiểm và gian manh hơn. Vào đầu năm 2020, khi vừa khỏi bệnh, ông Trọng đã xua quân đến Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, giết người dân và dằn mặt dân oan vì đủ thứ thấy mức độ bất nhân, mức độ táo tợn, mức độ bất chấp của ông Trọng ở mức tột đỉnh. Và ngay sau đó, ông ta đã liệt khen thưởng những người đi chiến đấu để giết dân như vậy. Và một khi ông đã bật đèn xanh cho công an làm chuyện như phường ăn cướp, thì ông còn kiêng nể gì ai hay e dè gì ai nữa. Đấy là vết nhơ trong lịch sử nhân quyền của Việt Nam. Và với vụ đụng độ ở Đồng Tâm vào đầu năm 2020, khiến 4 người chết, trong đó có 3 công an và 29 dân làng, sau đó cũng bị xét xử với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Trong đó có 2 người bị án tử hình. Tháng 4, tháng 6 và tháng 7, Tòa án của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xử Phan Công Hải, Nguyễn Văn Nghiêm, Đinh Văn Phú và Nguyễn Đức Vượng. Họ đã bị kết án từ 5 đến 8 năm tù vì chỉ trích Đảng và Nhà nước. Tiếp đó là đến các phiên tòa xử ông Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn và Phạm Chí Dũng vì liên quan đến Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, cũng như các phát ngôn phản đối hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và châu Âu. Họ bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự. Danh sách giải thêm với việc bắt giữ 9 người khác gồm blogger độc lập Phạm Chí Thanh, nhà hoạt động vì quyền đất đai Nguyễn Thị Tâm và cựu tù nhân chính trị Cấn Thị Thêu cùng các con trai của bà là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng tỏ ra nham hiểm. Bao lâu nay ai cũng biết Đảng Cộng sản Việt Nam cấm báo chí tư nhân trong khi kiểm soát chặt chẽ các đài phát thanh, truyền hình và báo in nhà nước. Nhưng nay họ đi xa hơn. Họ ra tối hậu thư với mạng xã hội lớn nhất thế giới là Facebook rằng hoặc thỏa hiệp với họ để kiểm soát tự do ngôn luận hoặc Facebook bị cấm ở Việt Nam. Và chính vì thế mà diễn đàn tự do ngôn luận trên Facebook cũng bị hạn chế rất nhiều. Việt Nam cũng chặn quyền truy cập vào một số trang web, blog và buộc các nhà cung cấp dịch vụ Internet xóa các nội dung hoặc các tài khoản được coi là chỉ trích chính phủ. Chính quyền Việt Nam cũng đã kiểm soát quyền truy cập các máy chủ lưu trữ bộ nhớ cục bộ của Facebook và yêu cầu công ty này xóa các trang do những người bất đồng chính kiến kiểm soát. Và Facebook đã phải cúi đầu trước áp lực
tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại. Họ cũng học hỏi các quan thầy Trung Quốc để đàn áp nhân quyền trong nước. Hiện nay, hai kênh thông tin phổ biến nhất tại Việt Nam là Facebook và YouTube. Nếu để hai kênh này tự do thì 800 tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bất lực. Chiêu bài kiểm soát tự do báo chí thời kỳ bùng nổ thông tin đã được Trung Quốc thực hiện thành công nhiều năm nay. Mà ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật thân tàu nên ông ta ít nhiều gì cũng học hỏi chiêu bài của quan thầy này. Ông cũng thường xuyên cử cán bộ sang Trung Quốc để tự học và tiếp tục bắt chước cách làm độc quyền, độc đoán của Trung Quốc. Luật an ninh mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng chính cũng là sản phẩm của Trung Quốc. Ông Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ qua Trung Quốc học và áp dụng y hệt như quan thầy của mình đã làm ở Bắc Kinh. Đây là hình ảnh nếu tiếp tục nhiệm kỳ 3, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ mang nhiều chính sách từ Trung Quốc về áp dụng tại Việt Nam. Được biết hiện phiên tòa xử hai Facebook là Trung Hoàng Trương và Mã Phùng Ngọc Phú lần lượt là 18 tháng và 9 tháng tù cho các bài đăng trên Facebook chỉ trích chính phủ theo điều 331 của Bộ luật Hình sự. Công an cũng bắt giữ Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thường vì là người điều hành một nhóm Facebook, trong đó người dùng thảo luận các vấn đề về kinh tế, chính trị và xã hội. Luật này cũng học của Trung Quốc, thủ đoạn cũng học của Trung Quốc. Đến năm 2021 và nhiều năm sau, chắc chắn ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ngày một ngông cuồng hơn nữa, ngày một phản dân chủ hơn nữa. Và tất nhiên, đi kèm với những biện pháp phản tiến bộ như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ ác hơn trong vai trò bịt miệng tiếng nói đối lập để bảo vệ sự tồn vong của Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng thực sự là một người rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 15 tháng 1 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng tái cử nhân quyền Việt Nam lâm nguy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.